Buổi sáng ở Cần Thơ khá dịu mát, tiết trời thoáng đãng, thuận lợi để các thí sinh hoa khôi đồng bằng tiếp tục chuỗi hoạt động ý nghĩa trong chuyến hành trình về nguồn. Và điểm đến thăm đầu tiên trong ngày hôm nay là Nghĩa trang Liệt sĩ thành phố Cần Thơ, nơi an nghỉ của hàng vạn người con anh hùng đất Tây Đô đã hy sinh trong những năm tháng đấu tranh chống giặc ngoại xâm, bảo vệ quê hương, giành lấy độc lập tự do cho Tổ quốc. Nghĩa trang thành phố Cần Thơ được xây dựng trên một khu đất rộng, xung quanh có nhiều cây xanh bao bọc. Những thân cây vươn cao, xòe tán lá rộng, tỏa bóng xuống nghĩa trang, tựa như người mẹ đang dang rộng vòng tay chở che những đứa con thân thương. Cùng các thí sinh hoa khôi đồng bằng vào viếng nghĩa trang còn có lãnh đạo địa phương. Ngay khi di chuyển vào bên trong, các đại biểu và thí sinh hoa khôi đồng bằng thực hiện nghi thức dâng hoa tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ với tấm lòng thành kính tri ân. Đứng trước hàng ngàn nấm mồ được xây đắp thẳng hàng trong khuôn viên nghĩa trang, các thí sinh hoa khôi đồng bằng bồi ngồi xúc động. Ai nấy đều cảm thấy lắng lòng mình lại khi nhìn thấy bên cạnh những dòng chữ ghi đầy đủ tên tuổi của những anh hùng liệt sĩ đã hy sinh. Vẫn còn rất nhiều tấm bia trắng vô danh, tự tay mình thắp nén nhang trầm lên từng ngôi mộ. Các thí sinh hoa khôi đồng bằng như kết nối nhịp giao cảm với những anh hùng liệt sĩ đã nằm xuống cho quê hương, cho đất nước hồi sinh hôm nay. Thông qua chuyến đi đến thăm Nghĩa trang Liệt sĩ thành phố Cần Thơ thì bản thân tôi thật sự bồi hồi và xúc động. Đây là một hoạt động hết sức ý nghĩa và thiết thực. Trong những giây phút này thì bản thân tôi thật sự rất là bồi hồi và làm tôi nhớ lại những năm tháng hào hùng của lịch sử. Và tôi cảm thấy rất biết ơn các vị anh hùng liệt sĩ đã hy sinh thân mình, ngã xuống vì nền độc lập, tự do và ấm no của Tổ quốc. Và hơn thế nữa, bản thân tôi thật sự trân trọng những giá trị hiện tại. Có những giá trị không chỉ tồn tại ở trong lịch sử hay hiện tại mà còn mãi mãi ở tương lai. Sau khi thắp nhang tưởng nhớ trên một phần những liệt sĩ an nghỉ tại Nghĩa trang, cả đoàn di chuyển vào bên trong khu nhà tưởng niệm để dâng hương. Tượng Bác Hồ được dựng ngay chính giữa khu nhà. Ở hai bên là bản ghi danh các bà mẹ Việt Nam anh hùng và các liệt sĩ đã ngã xuống vì non sông Tổ quốc. Và hơn ai hết, các thí sinh hoa khôi đồng bằng cũng đã thấu hiểu bản thân họ phải ra sức học tập để sống có ích cho quê hương, để xứng đáng thế hệ trẻ Việt Nam con cháu Bác Hồ của ngày hôm nay. Tôi đánh giá rất là cao, cũng là một cái ý nghĩa hết sức là coi như là quan trọng đối với các em thí sinh đã tham dự cái cuộc thi hoa khôi đồng bằng. Đây là một cái ý nghĩa mà cũng là một cái truyền thống quý báu, cũng như là cái công ơn của các vị anh hùng liệt sĩ đã quên mình để giải phóng đất nước cho ngày hôm nay. Thì tóm lại, cái việc mà thanh niên đã tham gia vào cái công tác xã hội, đây là một cái ý nghĩa hết sức là quan trọng để cho các cháu là tiếp cận được cái lịch sử cha ông, mà đặc biệt là ở thành phố Cần Thơ. Thì nhân tiện đây thì tôi cũng xin chúc cho các em tham gia cái cuộc thi này đạt một cái kết quả cao. Kết thúc chuyến viếng thăm nghĩa trang, những người đẹp hoa khôi đồng bằng trở ra xe để tiếp tục chặng đường đồng hành. Phía sau khu nghĩa trang vẫn yên tĩnh, trầm mặc như vốn có. Bước chân về nguồn của các thí sinh hoa khôi đồng bằng vẫn tiếp tục lên đường. Và nơi các người đẹp đến thăm sau khi rời nghĩa trang chính là ngôi nhà của mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Nguyệt ở phường Bình An, quận Ninh Kiều.
Khi các thí sinh đến nhà, mẹ đã chào đón các con cháu với nụ cười phúc hậu, trìu mến. Chính điều đó đã khiến các người đẹp thay quấn quýt, gần gũi dù chỉ mới được đến thăm mẹ lần đầu. Buổi nói chuyện trở nên đầm ấm hơn bởi những cái nắm tay ân cần, những vòng ôm đầy yêu thương và cả những cái hôn tình cảm mà các người đẹp dành cho mẹ Nguyệt. Qua câu chuyện mẹ Nguyệt kể, các thí sinh thêm cảm phục khi biết rằng mới 17-18 tuổi, mẹ Nguyệt đã tham gia cách mạng với nhiều nhiệm vụ như y tá cứu thương, phục vụ tổ chức rải truyền đơn, làm công tác dân vận trong lòng địch. Mẹ Nguyệt cũng từng bị bắt, bị tra tấn, đánh đập dã man, nhưng chưa bao giờ đầu hàng khuất phục trước kẻ thù. Điều khiến các thí sinh xúc động hơn là khi biết chính tự tay mẹ Nguyệt dắt những đứa con do mẹ sinh ra, nuôi dưỡng khôn lớn, trao cho cách mạng. Đứng trước bàn thờ và thắp nén nhang tưởng nhớ những người con của mẹ Nguyệt đã hy sinh, các người đẹp Hoa Khôi Đồng Bằng thấm thía lời mẹ đã từng căn dặn các con mình ngày trước. Ai cũng sống và chết một lần. Sống và chết sao cho có ích, có nghĩa mới là chuyện đáng phải suy nghĩ và chọn lựa. Các người đẹp cũng đã ghi nhớ những lời căn dặn đó để tự nhủ mình phải sống tốt và sống có ích cho quê hương đất nước. Trước khi chào tạm biệt mẹ ra về, đại diện ban tổ chức cuộc thi Hoa Khôi Đồng Bằng đã tận tay trao món quà nhỏ thay cho lòng tri ân gửi đến mẹ Nguyệt, người mẹ Việt Nam anh hùng. Trong căn nhà giản dị, chú thương binh Vũ Văn Đại niềm nở đón tiếp các thí sinh Hoa Khôi Đồng Bằng tới thăm nhà. Các người đẹp ân cần hỏi han chú về sức khỏe và cuộc sống đời thường. Vẫn cái chất mộc mạc gần gũi của người lính, chú đã kể cho các bạn trẻ nghe về những năm tháng chiến đấu cùng đồng đội nơi chiến trường. Và chú cũng chia sẻ rằng dù sức khỏe không còn tốt, nhưng hàng ngày chú vẫn lao động, sống có ích cho xã hội như lời dạy của bác: thương binh tàn nhưng không phế. Điều này khiến các thí sinh Hoa Khôi Đồng Bằng rất cảm phục. Nhận món quà từ đoàn Hoa Khôi Đồng Bằng, chú Đại đã xúc động và dành từng cái bắt tay tình cảm thay cho lời cảm ơn về chuyến ghé thăm đầy ý nghĩa. Chú Đại cũng gửi lời chúc đến các thí sinh sẽ thành công và sống có ích trong quãng đời tuổi trẻ. Còn hẻm nhỏ dẫn các thí sinh đến nhà mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Ký. Ngôi nhà khá nhỏ và đơn sơ, thế nhưng trên tường lại treo nhiều bằng khen huân chương kháng chiến. Mẹ Ký nói với các thí sinh Hoa Khôi Đồng Bằng, đó là những bằng khen huân chương ghi công của người con trai độc nhất của mẹ, là kỷ vật và niềm tự hào thiêng liêng nhất đời mẹ. Đôi mắt mẹ rưng rưng khi kể về con mình đã đi cách mạng và hy sinh khi tuổi còn rất trẻ, khiến các thí sinh Hoa Khôi Đồng Bằng không cầm được nước mắt. Không thể nói nên lời, các thí sinh chỉ biết dành cho mẹ những cái ôm, cái nắm tay thật chặt để chia sẻ. Sau khi trao tặng mẹ Ký món quà nhỏ, các thí sinh Hoa Khôi Đồng Bằng bệnh rịnh, nói lời chào để ra về và không quên chúc mẹ sức khỏe, hứa hẹn sẽ đến thăm mẹ trong một dịp gần nhất. Chuyến hành trình về nguồn không chỉ giúp các thí sinh Hoa Khôi Đồng Bằng mắt thấy tai nghe những câu chuyện lịch sử sống động, cảm nhận rõ hơn về sự mất mát trong chiến tranh, mà còn giúp các người đẹp nhận thức sâu sắc về trách nhiệm của mình đối với quê hương. Đón xem các tập đồng hành cùng Hoa Khôi Đồng Bằng năm 2015 trên kênh HTV7 vào lúc 22:30 đến 22:40 từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần, phát lại lúc 16:35 đến 16:45 ngày hôm sau, cũng từ thứ Hai đến thứ Sáu. Đêm chung kết được truyền hình trực tiếp trên kênh HTV9 vào lúc 20:30 ngày 27 tháng 6 năm 2015.